Hello anh em, hôm nay mình đi Vĩnh Long câu tôm, test cái cần UL của mình nữa. Khoảng tháng 4 sẽ về hàng. Xuống đói bụng quá, mình thấy có cái quán bún Cà Mau gì nè, bún nước lèo Cà Mau. Thấy hấp dẫn cho nên ăn thử. Đi Vĩnh Long ăn bún nước lèo Cà Mau hơi ngược ngược ha. Nói chung ăn no cái bụng rồi đi câu. Đầy đủ gia vị rồi đó, mời anh em ăn nha. Còn nóng hổi luôn nè các bạn, khói lên nghi ngút luôn. Để coi món này nó có gì. Đây cá lóc à, đúng cá lóc rồi các bạn. Cá lóc này là cá lóc nuôi, thịt nó không có chắc bằng cá lóc mình hay câu ở ngoài đồng. Ăn xong về chuẩn bị đồ câu lên ghe nha các bạn. Nguyên dạng cần hôm nay đây, cần có tôm các thứ. Rồi cái này là đồ ăn trưa. Có vợ không? Vợ không? Vợ ơi. Tôm nha, vô tôm nha. Sợ, không sợ phỏng mà sợ ngồi nó đứt dây. Nóng dây đứt dây. Nó không có giật như cá. Cái gọng đâu đó luôn á. Hai cái lần. Được rồi. Có tối làm cái người lẩu lên cái rồng đâu ta. Con lại chết luôn nè. Chỗ này ngon, thấy gần cái máy xay thịt là thấy xay đồ ăn. Ba xui ghê chứ. Ôi quá xui ghê chứ thầy. Quá xui ghê. Sửa sửa bò lên coi. Trời ơi, ngồi đi, từ từ. Cứ từ từ. Ở trong đó tôm nhỏ câu mà tôm dữ. Chết bà con cá gì nó qua nó ụt dữ vậy? Ê, Vũ không được Vũ. Vũ xuống không được Vũ. Cắm à, chịu cắm à. Ở tôm bự à. Chỗ đó ngon đó, chỗ đó xay mới được, xay đồ ngon. Sao sao ghe bay như vậy? Đây, lên tôm nha anh em. Ơi. Từng mới cảm giác quá. Đây. Ơi, cái thuyền này sao trôi dữ vậy? Cậu chạy sát cho chút coi. Đẩy đẩy ăn luôn vậy? Không, không có. Đẩy lên trên 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 chỗ kia kìa, ngon kìa. Chỗ nó ăn dày. Có nhịp nữa chứ. Có, chạy cá. Có cốc nữa. Về hôm mà lằn mút luôn. Nó nhỏ nó nhịp chứ. Quá xui bệnh luôn. Chính nãy giờ quá đầu luôn ha. Cái gì? Cái màn tờ phút xạo. Nè.
Mà cá trê cá gì vậy? Tôm rồi. Hả? Tôm gì chạy dữ à? Ơi tôm ông ơi. Tôm mà. Đủ. Đủ hàng. Nó sẽ chạy. Ừ, ngon 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 á. Má, đẩy cái ghe xích lên anh ơi, tháo dây đẩy ghe xích lên thiệt. Trên cái chỗ máy xay này nhiều lắm. Kẹp con này nó kẹp phê lắm. Rồi, không có hàng này nha. Đây đụng mày quay cái này là mày chia like rồi mày. Ừ. Hả? Về tác Linh vô được rồi, không phải khỏi chia. Về đặt cái đường link YouTube cho được rồi. Ấy, con cá sao quá như vậy? Ăn nó vậy? Bên đó không ăn phải không anh? Không đụng cái nào phải không? Qua đây nè, đẩy cái ghe xích lên chút. Anh em mình ngồi ngay dọc ngay cái máy xay luôn. Má bự. Coi chừng rớt nhanh. Má bỏ lên tới đây luôn đi. Ừ, nhiều rồi đó. Quá ngon ạ. Bắt nó hết chín nữa không ơi. Đúng rồi, bắt rồi, để xuống hồi nó ăn nữa đó. Đẩy cái bè xích lên, nó đẩy cái ghe xích lên. Thả gì ra mới được. Ngồi ngay đó mới ngon. Ngồi xong vòng quanh cái đó. Quay cái máy quay đó là ngon á. Quay máy lên đi, giờ câu đã. Đẩy ghe lại. Đẩy lên xích lên chút đi. Nước bắt đầu chảy. Có chạy dây. Lên trên đó đó anh. Cái vàng cần mình nằm ngay đó luôn. Vô đi. Làm em mất lỗ sao? Lỗ nào? Lỗ đó ngay cái thùng phi á, cái lỗ mới lên con bự. Anh đang tát bét mọi luôn. Được không? Được không? Cậu mở dây nha Khoa. Rút đi nha. Rút đầu ra đi. Nè, nó kêu. Lần đi Khoa. Dính nè. Trời ơi. Trời ơi, má tôm bự. Ừ. Để. Ý. Ngang nhau á. Để. Đâu, cho em chụp hình con tôm trời con má. Tôm khủng luôn á. Thiên bơ nó muốn dính con đi vậy đó. Lần xuống đi. Trời ơi. Đâu? Chưa? Rớt luôn nè. Cái thịt nó câu nhạy lắm á. Hả? Thịt con tôm câu nhạy lắm. Câu gì anh? Câu tôm. Thiệt luôn hả? Để đây nha. Lên chút nữa. Lên chút nữa, tới chút nữa. Lên. Nguyên cái vàng cần. Thôi kệ nó, có tôm là được rồi. Đi được rồi chưa? Đi được ha. Anh hồi, anh đang cái lỗ của anh đang ngon lên KS anh kêu hồi. Ơi, lấy phải lục bình xong cậu. Khoan, từ từ. Chấp luôn á. Được chưa? À, chỗ này ngon. Rồi chơi nha. Chơi, cột lại. Chơi. Cột sát vô luôn qua. Cột sát luôn qua cho nó khỏi nhúc nhích luôn. Vô tình đỡ ngon. Nhai luôn. Này nó quắc ngon. Quắc vừa. Ủa, lấy đi. Chết bạn xem lộn chưa. Đó, còn đó, nghe tay á. Lấy cây cần. Thả vô trong thử anh. Ủa. Đem vô bóp quần cá. Cá tiêu hồng vô câu vô đem luôn. Đừng ăn rồi sao đi đóng nó đây. Nước chảy kìa. Cái hả? Đù. Cái không? Đi mấy cái bè mà trên biển anh, đánh sao dít, đánh dít dít nhỏ vui lắm. Dính rồi. Cũng có chừng dính cá ngát cá nậu. Dính cá gì? Cá cha cái gì? Má cá gì mà ăn bổ ghê vậy trời. Tôm càng. Ơi dính rồi.
cá gì vậy? Rồi mấy ông binh ông binh giật dọc nằm đây rồi. Nhập đám ông binh rồi. Cá mà sau nha.